Sở hữu cả nghìn hecta, công ty Đại Nam của vợ chồng nữ đại gia Phương Hằng phải đóng 1.234 tỷ đồng tiền sử dụng đất năm 2020. Và từ đầu năm ngoái, tỉnh Bình Dương áp dụng bảng giá đất mới và đây là con số rất lớn, bằng 15,3% tổng nguồn thu từ đất trên địa bàn của tỉnh Bình Dương và khoảng 8.078 tỷ đồng. Vậy thì vì sao công ty của vợ chồng bà Phương Hằng lại phải đóng số tiền lớn như vậy? Sở dĩ công ty vợ chồng bà Nguyễn Phương Hằng phải đóng trên 1.200 tỷ đồng tiền thuế đất do nắm trong tay khối bất động sản lớn, chỉ tính riêng khu du lịch Đại Nam tại phường Hiệp An, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương đã là 450 hectare. Các khu chế xuất, khu công nghiệp của ông Huỳnh Uy Dũng, tức Dũng Lò Vôi, chồng bà Hằng, cộng lại lên tới cả nghìn hectare. Bên cạnh việc nắm giữ quỹ đất lớn, theo đại diện Cục Thuế tỉnh Bình Dương, việc công ty của ông Dũng Lò Vôi phải đóng đến trên 1.200 tỷ đồng tiền thuế đất còn do từ ngày 1 tháng 1 năm 2020, bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2020-2024 được áp dụng chính thức, tăng bình quân 18% so với bảng giá trước. Xét riêng khu du lịch Đại Nam, mức giá thuê đất mới theo vị trí tại thành phố Thủ Dầu Một dao động từ 210.000 đồng một mét vuông lên tới 375.000 đồng một mét vuông. Vâng, được biết là trong năm 2020 thì khu du lịch Đại Nam của vợ chồng bà Nguyễn Phương Hằng không chỉ nộp khoản tiền sử dụng đất lớn mà còn đóng góp khoảng 84 tỷ đồng trên tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng 700 tỷ đồng của tỉnh Bình Dương. Con số này trong năm 2019 là 220 tỷ đồng. Và với diện tích 450 ha thì số tiền công ty Đại Nam tạm tính phải nộp ít nhất là 945 tỷ đồng, nhiều nhất là 1.687 tỷ đồng khi mà không tính các trường hợp đặc biệt. Người tỏ ra thích thú, thậm chí là phát sốt với những gì mà bà Phương Hằng chia sẻ. Và vì sao lại có hiện tượng này? Kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi câu trả lời qua cuộc trao đổi của phóng viên Chào Buổi Tối với nhà báo Phạm Trung Tuyến trong chuyện tối nay của chúng tôi. Vâng, trước hết xin được cảm ơn nhà báo Phạm Trung Tuyến đã tham gia chương trình ngày hôm nay. Thưa anh, khi mà theo dõi những gì mà bà Phương Hằng đã chia sẻ trong cái đoạn livestream gần đây nhất vào ngày 25 tháng 5, có thể thấy được rằng là đây là một buổi livestream vô tiền khoáng hậu và đã nhận được một cái lượng người xem đạt kỷ lục trong cùng một thời điểm. Quan điểm của anh thì anh nhận xét về vấn đề này như thế nào? Tôi phải thừa nhận đây là một hiện tượng truyền thông mà tôi dùng từ là kỳ vĩ, từ trước nay chưa từng có. Và thực sự mà nói, cái buổi livestream của bà Hằng và giữ chân mấy trăm ngàn công chúng trong suốt mấy tiếng đồng hồ như vậy, thực sự là ngay cả các cơ quan báo chí lớn với đầy đủ lực lượng hạ tầng cũng rất là tốt thì cũng đã chưa từng làm được. Và nó thực sự đặt ra những cái câu hỏi đối với cả truyền thông chính thống cũng như truyền thông xã hội về việc điều gì có thể giữ chân công chúng. Và bà Phương Hằng với cái buổi livestream đó của mình đã có đưa ra rất nhiều những cái gợi ý, những câu trả lời cho truyền thông hiện nay. Vâng, thưa anh, câu chuyện về nghệ sĩ, về người nổi tiếng hay là những doanh nhân chia sẻ trực tiếp trên mạng xã hội và nhận được những sự thu hút đông đảo của dư luận, đây không phải còn là một cái câu chuyện mới nữa và chắc chắn là bà Phương Hằng cũng không phải là một trường hợp ngoại lệ. Chúng ta cũng được biết được rằng là bà Phương Hằng là vợ của ông chủ khu du lịch Đại Nam. Tuy nhiên thì có rất là nhiều ý kiến cho rằng là đây không phải là yếu tố khiến cho buổi livestream của bà Phương Hằng vào ngày 25 tháng 5 thành công đến như vậy. Vậy thì theo anh còn yếu tố nào khác ạ? Thực ra thì tôi nghĩ rằng là để thành công như vậy, bà Hằng đã sử dụng rất nhiều cái thủ pháp kinh điển để thu hút công chúng ở truyền thông mà lâu nay nhiều cơ quan báo chí không sử dụng đến hoặc là không chú tâm để sử dụng, nhưng bà Hằng đã sử dụng một cách rất là phải nói là rất tốt các cái thủ pháp truyền thông kinh điển. Thứ nhất là trong câu chuyện của bà có đề cập câu chuyện của người nổi tiếng, bản thân cái điều đó đã thu hút công chúng. Thứ hai là bà sử dụng những cái trend hiện nay như từ thiện đang là trend, những cái thứ mà rồi bản thân câu chuyện của bà ấy, bản thân cái câu chuyện giữa bà với ông thầy lang cũng đã là những câu chuyện mà vốn dĩ xã hội đang quan tâm rồi. Và khi bà đưa tất cả những câu chuyện mà đang được quan tâm đó để lên để nói, và cái quan trọng là cái phong thái của một người dẫn chuyện, bà sử dụng cái phong thái hết sức tự nhiên và nó thấy đây là câu chuyện thật, nói những điều mà tự bà nói
tự bà suy nghĩ và nói ra. Thì đấy là những điều mà hiện nay nó đang thiếu trên mặt bằng truyền thông. Và chúng ta có rất nhiều câu chuyện liên quan tới giới showbiz, những câu chuyện về đời sống, những câu chuyện về scandal của họ linh tinh, nhưng mà chúng ta rất thiếu câu chuyện nói về nhân cách của họ. Hiện nay, lâu nay chúng ta rất ít những câu chuyện mà nói thẳng, nói thật, hoặc là nói kỹ lưỡng về nhân cách của những ngôi sao giải trí. Thì trong câu chuyện này bà đã đưa ra được những cái thông tin mà lâu nay nó thiếu vắng, mà công chúng quan tâm không được đáp ứng. Thế thì cái việc thành công của các cái buổi live stream của bà Hằng, tôi nghĩ là điều đương nhiên nó sẽ đến. Tôi chỉ hơi bất ngờ là nó lại được tiếp nhận một cách mạnh mẽ đến như vậy thôi. Vâng ạ, theo anh thì trong rất nhiều yếu tố thì yếu tố nào khiến cho buổi live stream của bà Hằng đạt được tỷ lệ giữ chân khán giả cao đến như vậy, khi mà chúng ta được biết thời điểm mà bà ấy live stream là trùng với khung giờ vàng của rất nhiều các kênh truyền hình, và trên thực tế thì những cái người làm truyền thông chuyên nghiệp thì họ sẽ thường tránh cái khung giờ này ra. Tôi nghĩ rằng ở đây thì bà Hằng đã cho thấy rằng bà là người có thiên bẩm trong việc kể chuyện. Cái cách thức bà ấy kể các câu chuyện, lúc nào đưa ra bằng chứng, lúc nào bông đùa, lúc nào thì đánh thép, thì đấy là một cái, tôi nghĩ rằng một tài năng thiên bẩm. Và cái điều nữa là lâu nay chúng ta thường xem các chương trình truyền hình, xem các cuộc live stream mà nói quá nhiều điều nó sáo rỗng, những cái điều mà bản thân người nói, bản thân MC, bản thân những người host thậm chí còn không hiểu rõ mình đang nói gì. Rất nhiều chương trình như thế thì bà Hằng đã đem đến cho công chúng một cái chương trình mà bà nói những điều bà thực sự tin, và người ta có thể chứng minh được là bà tin những điều bà nói, đấy là những điều mà bà thực sự suy nghĩ. Thế thì cái đấy là cái mà đang thiếu. Thực ra mà nói thì có thể sau một vài số nữa, các cái buổi live stream của bà Hằng sẽ không còn duy trì được cái phong độ như vậy. Nhưng những cái buổi live stream vừa rồi nó thu hút công chúng vì rất ít khi người ta được ăn những cái món ăn nó như thế, chưa biết có bổ hay không. Nhưng mà nó thực sự là những món mà người ta có cảm giác thật. Đấy là cái giống như chúng ta được ăn đồ thực dưỡng lâu lắm rồi, thì chúng ta, công chúng đang thiếu những cái sản phẩm truyền thông như vậy. Tôi nghĩ rằng là tôi đánh giá cái việc mà tôi không quan tâm đến các câu chuyện bà Hằng kể, tôi không quan tâm câu chuyện, nhưng tôi thực sự quan tâm đến cái việc mà công chúng tiếp nhận các câu chuyện đó như thế nào, tiếp nhận cái hình thức biểu đạt này như thế nào, thì tôi nghĩ rằng là bà Hằng đã thành công. Đây không phải là lần đầu tiên bà Phương Hằng chia sẻ với khán giả, với rất nhiều những cái buổi live stream trước đây cũng đã nhận được những cái lượng người xem rất là cao. Tuy nhiên thì tại buổi live stream lần này, với số lượng người xem đạt kỷ lục, tăng đột biến và gần như là cao nhất cho đến thời điểm hiện tại, vậy thì có phải là cái yếu tố liên quan đến nghệ sĩ ưu tú Hoài Linh hay không ạ? Tôi không nghĩ như vậy. Tôi nghĩ rằng là những cái kênh YouTube của bà, kênh Facebook của bà Hằng cũng chỉ mới được biết đến, bà mới chỉ làm trong thời gian rất ngắn cái này, và nó cần có một thời gian đủ lớn. Tất nhiên yếu tố nhân vật nó cũng sẽ tác động thêm, nhưng nó không phải là yếu tố quan trọng nhất. Mà tôi nghĩ rằng là các cái buổi trước, ví dụ như tôi không quan tâm đến câu chuyện Hoài Linh, tôi không quan tâm đến Hoài Linh là ai cả, nhưng mà vì tôi thấy rằng mọi người bắt đầu xem và bắt đầu nói chuyện nhiều về các cái buổi live stream của bà Hằng, thì đến hôm 25 tháng 5 vừa rồi tôi mới xem lần đầu tiên. Và tôi xem không phải bởi vì có Hoài Linh ở trong đó, và tôi nghĩ rằng rất nhiều người như tôi xem bởi vì tò mò xem bà ấy nói cái gì mà người ta quan tâm như thế, thì cái mức độ quan tâm nó sẽ càng tăng lên. Có thể buổi live stream sau của bà còn sẽ xác lập một kỷ lục mới. Tuy nhiên sau đó nữa, hết cái sự tò mò đấy thì nó như thế nào chúng ta chưa biết được. Nhưng mà tôi nghĩ rằng cái buổi
livestream sắp tới của bà Hằng sẽ xác lập một kỷ lục mới, mà trong đó có thể không có Hoài Linh. Vâng ạ, trong rất là nhiều những cái yếu tố mà anh vừa chia sẻ, bên cạnh cái việc mà anh nói rằng là bà Phương Hằng truyền tải thông tin rất là chân thật và có những ngôn ngữ rất là gần với đời sống và đi vào lòng công chúng, tuy nhiên thì cũng có những cái người mà đặt ý kiến ngược lại, đó là bà đã sử dụng một số những ngôn từ rất là phản cảm và thậm chí là rất nóng để có thể thu hút công chúng, và thậm chí là bà đã có những cái sự phản biện rất là thẳng thắn với các khán giả xem truyền hình trực tuyến lúc đó. Chúng ta thấy rằng là đôi khi là khán giả có phần là dễ dãi và thậm chí là chỉ vì tò mò mà họ vào tiếp nhận, theo dõi livestream của bà Hằng. Phải chăng là hiện nay là công chúng dễ dãi trong việc tiếp nhận thông tin? Chúng ta thường nói rằng công chúng dễ dãi khi tiếp nhận cái nọ cái kia, nhưng thực sự là công chúng không dễ dãi. Cái nào nó không còn hợp lý nữa, nó sẽ bị đào thải thôi. Tuy nhiên là vàng chương trình mà nó những cái sản phẩm truyền thông nó phải quan trọng, nó phải hấp dẫn và nó phải thật. Thì bây giờ công chúng cần cái sự thật, thì tôi nghĩ rằng là cái việc mà người ta đến với cái các buổi livestream của bà Hằng vì họ tin rằng đấy là những buổi mà họ có thể nghe được sự thật, họ có thể nghe được sự thật, họ có thể nhìn thấy sự thật. Và sự thật lại được diễn đạt một cách khéo léo, hấp dẫn, thì tôi nghĩ đấy là cái yếu tố thành công. Theo anh thì trong lần livestream tới đây thì liệu bà Phương Hằng có tiếp tục nhận được những cái lượt theo dõi và những cái lượt người xem đạt kỷ lục như vừa rồi hay không? Một lần nữa tôi cần khẳng định rằng trong cái buổi livestream tiếp theo đây, kỷ lục về lượng công chúng theo dõi sẽ xác lập được một kỷ lục mới, và chắc chắn là mọi người sẽ tiếp tục theo dõi bà Hằng, và có thể cái số tới đây sẽ lập kỷ lục mới. Còn các số sau đó như thế nào thì nó còn phụ thuộc vào chất lượng của cái buổi livestream tiếp theo đây, nhưng tôi nghĩ chắc chắn chúng ta sẽ nhìn thấy kỷ lục mới trong buổi tới. Một lần nữa xin được cảm ơn nhà báo Phạm Trung Tuyến với những chia sẻ vừa rồi.